taxi này là 120. Bây giờ nó chuyển áp xe ô tô ở trên đường, hôm nay nó chuyển áp xe ô tô ở trung tâm thương mại. Xe này đúng kiểu xe thời xưa mà không thể lộn vào đâu được. Xe vẫn còn mới, như trông rất mới, năng bóng, sạch, bóng luôn, động cơ tốt lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Cho các bạn like và subscribe kênh YouTube mình nhé.